Khi mà Avengers Endgame công chiếu, nhiều người đặt sự chú ý rất nhiều vào Robert Downey Jr. và Chris Evans, hai diễn viên đã rời series sau tác phẩm này. Sau 8 năm, Evans chiếm thiện cảm của khán giả toàn cầu khi hóa thân thành chàng Captain America chính trực, giàu lý tưởng và tình cảm. Trước khi tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel thì Chris Evans từng đóng người hùng Human Torch trong loạt phim Fantastic Four. Phim này fail dữ dội Phúc ha. Fail từ doanh thu cho tới phê bình. Đúng rồi. Theo trang Comic Book thì vai này từng suýt lấy đi cơ hội đóng Steve Rogers Captain America của chính Chris Evans. Khi Marvel Studios tuyển một diễn viên Mỹ cho vai Captain America vào đầu năm 2010 thì ít người nghĩ tới Chris Evans. Do anh từng đóng vai chàng trai hiếu thắng Storm trong một cái series siêu anh hùng khác, mà chưa kể là cái series đó thất bại rất là thảm hại. Và hình tượng đó thì nó hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc của Steve Rogers, nhân vật truyện tranh ra đời năm 1941. Là một nhân vật đại diện cho chính nghĩa, lòng yêu nước và mang tầm vóc biểu tượng với nhiều người Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, sau nhiều vòng tuyển chọn thì chủ tịch của Marvel Studio là ông Kevin Feige không ưng ý với bất kỳ ứng cử viên nào và đã quay sang Chris Evans. Feige cho biết nếu Patrick Stewart có thể vừa vào vai thuyền trưởng Spassky trong Star Trek lẫn giáo sư X trong X-Men, Harrison Ford đóng cả Han Solo trong Star Wars lẫn Indiana Jones thì Chris Evans cũng có lẽ sẽ làm được như vậy. Cuối cùng, Marvel đã chính thức mời Chris Evans đóng vai Captain America trong bộ phim đầu tiên là The First Avengers năm 2011. Với cái cơ hội mới này thì Chris Evans cảm thấy rất là căng thẳng và hoang mang. Trong quá khứ thì anh thường xuyên rơi vào tình trạng này khi chuẩn bị trả lời truyền thông để quảng bá cho một bộ phim mới. Đó là những hoạt động khiến cho Evans cảm thấy bị phán xét và không chắc chắn về bản thân mình. Giấc mơ ngày bé của tài tử là gắn bó với phim ảnh, nhưng mà với tư cách của một nhân viên vẽ phim hoạt hình cho hãng Disney mà thôi. Theo trang Hollywood Reporter thì Chris Evans từng nghĩ những cơn hoảng loạn là dấu hiệu cho thấy anh đã chọn sai nghề. Anh đã từ chối hợp đồng đầu tiên gồm 9 phim của Marvel trước khi tiếp tục từ chối hợp đồng thứ hai gồm 6 phim. Sau khi tới thăm xưởng phim của Marvel thì lúc này Chris Evans khá ấn tượng với những gì mình nhìn thấy và không muốn thay đổi quyết định. Và sau khi tham khảo ý kiến từ những người bạn thân và nhận một cuộc gọi động viên từ người sắc là Robert Downey Jr., thì tài tử này đã thay đổi suy nghĩ. Anh ký hợp đồng trước khi tìm tới một bác sĩ để giải quyết vấn đề tâm lý của bản thân mình. Sau đó anh bắt đầu tìm hiểu về Captain America qua truyện tranh. Khi biết sẽ thủ vai một nhân vật đầy lý tưởng và chính trực thì Evans đã không khỏi lo lắng. Anh có nói là anh ta không có chút nào đen tối cả, làm sao tôi có thể khiến nhân vật này thu hút khán giả bây giờ đây? Tôi chẳng phải là Wolverine, cũng không phải là Batman, và nhân vật của tôi là một anh chàng tốt bụng sẵn sàng dắt chó hộ người lạ. Đây là lần đầu tiên mà Kim Thanh biết được cái thông tin này thì mình cũng ngạc nhiên khi mà thấy chính Chris Evans đã gặp áp lực tâm lý rất là lớn khi vào Captain America đến như vậy. Tại vì vấn đề là Chris Evans đã có một cái vai diễn không thành công với Marvel trước đó, mà để mà anh nhận được cái vai diễn thứ hai của Marvel và anh luôn nghĩ là mình sẽ lại fail trong cái bộ phim đó nữa thì áp lực tâm lý rất là lớn. Tại vì Chris Evans không có bộ phim thành công cả cho đến khi trước Captain America. Thì ngay cả chủ tịch Kevin Feige cũng gặp rắc rối trong những ngày đầu thuyết phục các nhà đầu tư. Khi được giới thiệu dự án Captain America thì các đối tác đã tỏ ra thái độ ngán ngẩm và ngỏ ý mình còn nhân vật nào khác để làm hay không. Tập phim đầu tiên của nhân vật này mang tên Captain America The First Avenger ra mắt vào năm 2011 đã thu về 370 triệu đô la. Một trong những điểm sáng của phim chính là diễn xuất của Chris Evans. Và trong vai quân nhân Steve Rogers, Chris Evans luôn thể hiện một niềm tin sắt đá vào chính nghĩa, dù khi còn là anh chàng gầy gò cho tới khi trở thành siêu chiến binh. Để có cơ bắp vạm vỡ theo kịch bản yêu cầu thì anh buộc phải lao vào phòng gym trong nhiều tháng liền. Anh vốn không xa lạ với phòng gym, nhưng mà phải khổ luyện để đạt một thân thể hoàn hảo như là Captain America thì khá là vất vả. Anh có chia sẻ trên cái trang Bodybuilding là: tôi luôn thích tới phòng tập, nhưng những gì tôi trải qua rất là khác thường. Nó dữ dội tới mức tôi nôn mửa ngay tại chỗ.
Nhưng giống như Steve Rogers, Evans không bao giờ bỏ cuộc. Thì anh tiếp tục chiến đấu trong phòng gym, không chỉ trong quá trình quay The First Avenger, mà là suốt 8 năm sau đó để có thể sẵn sàng vào vai Captain America trên màn ảnh rộng một cách hoàn hảo nhất. Những nỗ lực của Evans đã được đền đáp xứng đáng bởi sau phần đầu tiên với chất lượng ở mức trung bình khá. Hai tập phim tiếp theo, Captain America là The Winter Soldier năm 2014 và Civil War năm 2016 đều được đánh giá rất cao. Và trong mắt cả giới phê bình lẫn người hâm mộ thì những tác phẩm này nằm trong danh sách các tác phẩm hay nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây cũng chính là điều thuyết phục Chris Evans từ thời điểm đặt bút ký hợp đồng. Tài tử không đơn thuần muốn một vai diễn nổi tiếng mà còn cần những câu chuyện hấp dẫn, và anh đã đạt được điều này cùng với Marvel. Khi được tờ báo Toronto Sun hỏi về hành trình vào vai Captain America thì Chris sẵn sàng chia sẻ: mọi thứ giống như một ly cocktail về cảm xúc. Nó vừa trải qua trong nháy mắt, lại vừa giống như cả đời người. Thật tuyệt vời bởi vai diễn này đã phát triển theo đúng hướng bạn hy vọng, và đặc biệt là những bạn diễn của tôi mang lại cho tôi cảm giác như một đại gia đình. Trong dàn diễn viên thì Chris Evans thân thiết với Scarlett Johansson và Robert Downey Jr. Theo Robert Downey Jr. thì Chris Evans là một anh chàng rất là hài hước. Anh có nói là tôi đã đóng chung hàng trăm cảnh với anh ta và không ai cười nhiều như anh ấy. Nhưng quan trọng nhất là sâu thẳm trong Evans ta thấy được sự khiêm tốn. Mọi người thường nói là Iron Man là người khởi xướng ra toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhưng mà xét về khía cạnh xây dựng tập thể thì Captain America mới là nhân tố chính. Tôi nghĩ đó là lý do anh ấy có thể trở thành thủ lĩnh của nhóm Avengers. Nhiều báo Âu Mỹ như là Reuters, People, W Magazine cũng đánh giá rất cao sự khiêm tốn của Chris Evans ở các buổi họp báo phim. Trong khi Robert Downey Jr. liên tục khuấy động không khí, Chris Evans lặng lẽ hơn nhưng vẫn thân thiện với fan. Giống nhân vật của mình thì Chris Evans cũng tích cực theo dõi các hoạt động chính trị ngoài đời. Cách mà anh thường xuyên bày tỏ quan điểm chính trị thông qua Twitter khiến không ít người e ngại cho danh tiếng của anh. Nhưng theo tờ Hollywood Reporter, chủ tịch Feige đã ủng hộ Chris Evans là: tôi cảm thấy những lời của Evans là từ đáy lòng, rất cương trực và giống như Captain America. Tôi thậm chí còn bảo với Evans là cậu và nhân vật đang hòa vào làm một rồi. Sau 8 năm gắn bó với nhân vật Steve Rogers, Chris Evans khẳng định trên trang cá nhân của mình từ năm 2018 rằng Avengers Endgame sẽ là lần cuối anh cầm trên tay chiếc khiên biểu tượng của Captain America. Anh tâm sự với tờ New York Times rằng bạn cần nhảy khỏi con tàu ở thời điểm thích hợp trước khi họ đẩy bạn khỏi đó. Anh cũng cho biết mình đã khóc khi xem bom tấn của Marvel. Trước mắt, Chris Evans sẽ góp mặt vào tác phẩm ly kỳ mang tên là Knives Out của Rian Johnson cùng phim viễn tưởng Infinite của Anthony Fuqua. Dịch vụ truyền hình của hãng Apple cũng đã ký hợp đồng với Chris Evans để đóng series ngắn mang tên là Defending Jacob. Anh cũng nhiều lần bày tỏ ước mơ được trở thành đạo diễn kể từ năm 2013, từng đạo diễn và đóng chính trong dự án Before We Go ra mắt năm 2014. Đây là một tác phẩm bị chê rất là nhiều và chỉ thu về $37,000 tại rạp. Nhưng Chris Evans không hề tỏ ra nản chí: tôi không ngại mắc lỗi và đã học được rất nhiều từ bài học ấy. Giống Captain America, vai diễn đưa anh lên tầm sao hạng A, Chris Evans được nhìn nhận là người kiên trì và không ngại thử thách. Vâng, đó là những chia sẻ trong bài viết của bạn Thịnh Zoe về Chris Evans. Hy vọng là thông qua những cái phần chia sẻ ngắn ngủi này thì chúng ta có thêm những cái nhìn mới thú vị về nam diễn viên Chris Evans trong loạt phim về Avengers với vai Captain America. Mặc dù hợp đồng đã không được ký tiếp và sau khi xem Endgame đã thấy là giống như là anh là người đã chính thức rời khỏi vũ trụ điện ảnh của Marvel rồi. Nhưng mà với cái phần xây dựng kịch bản của cái phần Endgame này thì trong một tập nào đó nếu mà anh có một cái sự trở lại thì có lẽ chúng ta cũng không ngạc nhiên mấy.